Ý là cứ thì tao biết mày tính hết đi chứ tao là ở nhà mày nói trên 30 mét nữa nó là cái rồi nó là trọng không có trong đời cũng tính nhầm ở trong đời nó nằm trong cái nền đã bỏ là nó còn nó lo rồi nó nằm được chuồng nó còn biết nó đâu cái đầu của lại không biết nhưng mà nó hơn nằm chuồng nó tính nằm chuồng này. Chắc còn mình không có chuyện gì. Đó là thì thấy lỗi ấy kiếm ra một đêm ba lem chứ. Ba lem hay rồi. Tính được. Dạ mình nuôi chứ. Cái những cái chuyện rồi dọn có hỗ trợ con hỗ trợ thâu con hỗ trợ cho dọn họ chơi chợ hồ chứng lý giờ tính tính mình ta thấy không. Clip chàng nó hỏi qua là một kem lấy 8 triệu. Rồi. Không nhập. Còn đâu. Cái công làm sân gì đây. Cô là có chứ bà có. Vậy chắc con ở xi ở xi á thì ý là coi cái công đâu đỡ xuống á quầy chặt xuống khác cũng thiệt cái giường là thì cái gì giờ cái giường chéo giường chéo mà làm là mà cũng không. Có cô mà cứ cái gì tính hết cho đúng giường biết sao là không có nói lại tao được cái gì nó rõ ràng tao ăn to buông to chứ còn cái gì cho nó rõ ràng cho mày làm đó cô nói vậy chứ bây giờ mày nói sao mà cứ mày uống rồi chém mà nói là tao cũng chịu tính tao là một một hai hai ừ cái gì tao dượng chéo mà ý cái gì là mày làm thắng con nói chỗ một móng không cái múc móng là nó nói là phần của anh tính rồi còn cái chuyện mà múc móng ấy là của em với anh Nghi là đứa tôi tính anh Nghi không ý nó có nói là nhiều không nó có nói nhiều hết á là hôm bữa tao hối vậy nó nói thâu đưa cái đó em tính với anh Nghi chứ còn phần anh của là tôi tính phần của anh phần của tao là nó lấy 12 triệu rõ ràng rõ chứ cái phần dưỡng con nói ừ. Mà ý là cái này là những cái phần sinh là con cũng tốn công nhưng mà cái vụ mắc đó là dưỡng cũng hỗ trợ còn gì mắc thêm mà mắc hú rồi phải không cái dưỡng phiếu còn thêm chịu đấy thì hôm bữa tao nói mắc ví dụ như mấy cái hú ga đây gấp luôn không cái người đó là tính hết chưa cho tôi anh nó nói rồi em tính hết rồi ạ còn cái phần móng là nó nói của anh Nghi thì con chẳng qua là cái mắng mà dư mấy ố chân vịt thôi chứ ví dụ như gọi là góc độ là nó ừ, thì tao không biết tính hết đâu mà ấy là rau đó mà ý là con cũng có số nào đó điện hỏi đó chứ lấy nhiêu rồi dọn có hỗ trợ con được hỗ trợ còn hỗ trợ thì tao điện nó chạy ra có tính nó thì nó điện nó chạy ra giống như là nó ở nhà ừ thì đó dựng điện nó ra luôn cái rõ ràng rồi rồi còn tính con đây như ngày công đây cô có ghi còn có ghi rồi chứ thì ấy mà ghi nhiều thì cứ có trồng không coi nó trồng khó bù tính trồng khó bù tính được chứ không có nhiều tính tao sợ ông ngoại mà lâu không là lâu cái gì nó còn lâu rồi đó lâu lắm con từ mà mồ ui chỗ đây nó đứng này từ đầu trốn lên nhục đầu ý mà cộng lại tổng số công thì trùng tổng số công kia đúng mà nó trên đò tay so ngày lại nhưng mà có cái thằng Thảo là nó làm bữa nay là cái đó là không phải là nó làm một buổi là cái đó là không có nằm ở trong rồi thì đấy là cái đó làm trong nhà đó mới mở thì nó đem còn như là ngoài này ê, ba ngày cửa nó bị chắp xuống hết kìa. Dùm miếng miếng hả? Ngày gấp cửa đó đi. 4, 15 mẹ có lòng thấy 7, 18 8 phòng. Là có cái thằng Ken Hòa Quân rồi thằng ơi. Ơn đâu, ơn đâu? Ken Dương Vũ luôn, đó phá luôn rồi. 18 phòng. Thế làm gì anh chùa? Ngày 1 Nghi Thao, ngày 2 là Nghi Thao. Ờ, tướng bộ có nhà chạy ra Nghi nó nói nhiều tiền nó gỡ cho. Thôi mày gặp nó chút đi. Nghi Thao. Sư cậu cũng buổi. Ờ, bộ nó chạy xuống đi. Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Mùng 13. Vàng năm. 13 là Nghi Thao. 14 Nghi Thao. Chứ Ghen Vũ. Ghen Vũ là sao? Rồi. Cái khớp đầu là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đầu cái bữa 15 là Nghi ra cưa này mà bữa lấy thầu phải tính đó tôi cưa xong tôi nghĩ mà tôi quay nhà chú em cũng nhậu nhớ không cũng cạch làm đông chân rưỡi mà tính vui ai chịu nấu vậy thì không cỡ cứ tính nó chua tính từ từ chân lý tôi lấy tiền bà liền ra vậy chứ sao cứ tính vui
tôi 10 giờ tôi mới nghỉ mà tôi cười. Thì tao rửa ra 10 giờ nghỉ, còn tiếng rửa cái mới nữa nè. Không có, mà không tiếng rửa, bà làm tiếng rửa hoàng vô. Chung mà cái đó tôi từ từ, tôi lấy cho bà liền. Chứ ai mới ghi mũi cho em mà con tiếng rửa ghi mũi vậy, lên tiếng rửa cho em. Đâu có, bỏ cháu rồi hết, vậy. Qua xong qua.